Xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì trên đường đi có việc thì tôi bắt gặp một cái cây thuốc. Và cây thuốc này hiện tại bây giờ là rất là hiếm. Cho nên là tôi muốn vào đây để quay một chút và nêu lên một số những công dụng để cho các bạn biết. Đây. Cái cây này không biết là chỗ các bạn gọi là cây gì đây. Đấy. Lá của nó màu tím này, màu tía này các bạn. Đây, các bạn. Các bạn nhìn, không biết các bạn có nhìn rõ không? Ở bên này hơi ngược sáng một chút. Thì tôi sang bên này cho các bạn xem. Đây là cây thuốc này. Đây. Anh à. Em xem cây thuốc này tí nhá. Đây các bạn này. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn đây. Hả? Ừ, xem cây này một tí nhá. Ừ. Đây. Thưa với các bạn là đây là cây thầu dầu tía này các bạn này. Cây này là có hai loại nhá. Một loại là thầu dầu xanh, lá xanh, và cây thầu dầu tía. Cây này là đặc trị để mà chữa các bệnh trĩ nhá các bạn nhá. À, anh à. Vâng. Em xem cây thầu dầu tí. Vâng. Cây này anh em mình hay dùng để làm cái gì anh? Vâng. Cái này là thuốc thôi. Thuốc gì? Có nhiều loại nhưng mà không biết dùng thì mình chỉ có trồng để lai xia thôi. À, trồng để xem thôi à? Đó. Ở chỗ em bây giờ hiếm lắm, không có cái này. Lấy cái quả nào nhưng mà cái quả nào có khô thì mà đi rêu nó nảy ra mà em ạ. Vâng. Cây này là ở trên em hay dùng để mà chữa bệnh bệnh trí ấy. Bệnh trí với đàn bà hộ nữ ấy. Đây. Với lại người ta những cái trường hợp mà bị khó đẻ. Đúng rồi. Những cái trường hợp khó đẻ và sau khi đẻ xong ở bên trong cái nhau gọi là đúng rồi. Nhau thai ấy. Đúng rồi. Thì dùng cái này nó rất là tốt. Đúng rồi. Nên là có cái miếng nào khô khô nhỉ? Vâng. Hôm nay đi qua đường thì tiện thể thấy ở đây có một cây, quay một chút cho anh chị em xem. Nó có nhiều nhưng mà nó không ra. Vâng. Quả của nó còn chưa có nhỉ. Quả nó khô. Vâng. Đây. Khô thì nó như thế này. Vâng, đúng rồi. Video nó lại ra nó mà em ạ. Vâng. Xem có quả nào khô cho em xin mấy quả em về. Vâng, em trồng lại. Vâng, em trồng lại. Cái này bây giờ khá hiếm đấy. Ở trên em không có. Và em người giao đây. Nhưng mà sẽ cái này trồng nó dễ dạ thôi, nó liền dạ được thôi má. Vâng. Đấy này được mấy cây rồi. Ừ. Nhưng mà dậu địa sen nó có mùa hay không? Ừ. Có con sâu ai không đấy? Ừ, cái này nó ăn hết rồi nhỉ? Ừ. Nhưng mà như cái này cũng được thôi mà. Ừ. Đấy. Cái này cũng được không ạ? Cái này nó rơi rồi. Ừ, cái này con sâu ấy. Ừ. Cái này nó có. Ừ, đúng rồi. Lâu chưa có cùng nó mới một chỗ à. Rồi, em cảm ơn nhá. Vâng. Ở nhà đấy anh. Vâng. À có cái này có. Có. Vâng. Rồi em xin nhá. Vâng. Ở nhà này à? Vâng. Nhà làm thuốc. Vâng, làm thuốc em giới thiệu cho anh em xem một tí. Vâng. Đây vừa gặp các anh cho một ít hạt của nó về trồng. Đây, như tôi em nói ban đầu ấy, cây này thì có một số những cây công dụng rất là tuyệt vời, đặc biệt là những cái trường hợp mà bị bệnh trĩ, trĩ nội trĩ ngoại nha các bạn nhé. Khi nào mà các bạn bị trĩ nội trĩ ngoại thì các bạn có thể tìm đến cây thầu dầu này hoặc là cái cây vông nem ấy, lá vông nem ấy. Một là chúng ta có thể sử dụng độc vị cái cây này này. Chúng ta lấy khoảng 7 đến 8 lá. 8 lá như này thôi các bạn ạ. Đấy, lấy 7 đến 8 lá chúng ta đun nước, các bạn sắc thật đặc. Đấy, sắc thật đặc vào xong là để nó nguội nguội. Rồi các bạn bỏ vào rửa hậu môn của các bạn. Nếu các bạn cứ làm liên tục từ khoảng 7 đến 10 ngày thì đảm bảo là cái bụi trĩ
của các bạn nó sẽ lên đấy. Bệnh trĩ là một cái bệnh mà chúng ta khó nói luôn nhỉ. Nhưng mà khi mà có cái cây thầu dầu này thì nó sẽ làm tan đi cái bụi trĩ. Bụi trĩ nó sẽ nhô lên, nó sẽ rút lên. Đấy là kinh nghiệm dân gian ở trên tôi nhé các bạn nhé. Nên chúng tôi chỉ lấy động vị. Và ngoài ra thì cây này tôi thấy còn có thể dùng kết hợp với cái cây lá vông nem. Vông nem thì tôi cũng chưa có cái clip nào. Hôm nào thì tôi sẽ có cái clip giới thiệu về cái cây vông nem cho các bạn xem. Đấy, cây vông nem kết hợp với cây thầu dầu tía này chúng ta có thể đấy sử dụng để mà làm bụi trĩ nó rút khỏi. Đấy là trĩ ngoại. Đấy. Nói chung là trĩ nội, trĩ ngoại chúng ta đều dùng cái cây này, nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Khi mà các bạn xem cái clip này thì những cái trường hợp nào mà bị bệnh trĩ thì các bạn đã tìm được một cái phương thuốc nó tuyệt vời để mà chữa bệnh trĩ. Đấy, các bạn cứ làm như tôi, khoảng lấy từ 7 đến 10 lá đi. Về rửa thật sạch, xong là nấu với nước thật đặc vào, các bạn để nguội xong rửa. Rửa cái chỗ hậu môn của các bạn thì nó sẽ rửa liên tục khoảng từ 7 đến 10 ngày nó sẽ khỏi nha các bạn nha. Đấy. Và ngoài ra thì nó còn có thể là làm thuốc chữa cái bệnh liệt thần kinh mặt của các bạn ấy. Các bạn là liệt mặt một bên, cảm giác một bên mặt của các bạn ấy không có cảm giác gì thì các bạn lấy cái cây thầu dầu này, lấy lá này, các bạn cũng đun nước để mà rửa, hoặc là các bạn lấy lá vò xong là đắp lên cái phía đối diện khuôn mặt của các bạn ấy, thì đắp lên khoảng thời gian khoảng 10 phút. Đấy, 10 phút là các bạn bỏ ra. Đấy, đấy là cây đối với cây này. Đấy, ngoài ra thì cây này còn có khá là nhiều cái công dụng. Ví dụ như là chúng ta những cái trường hợp mà chị em phụ nữ ấy khó đẻ nhé các bạn nhé. Khó đẻ thì các bạn lấy lá này hoặc là lấy hạt của nó. Đây, lấy hạt của nó, hạt mà vừa nãy các anh vừa đưa cho tôi ấy. Lấy hạt các bạn ra đắp vào cái lòng bàn chân. Đấy, đắp vào lòng bàn chân khoảng thời gian 10 phút nhé các bạn nhé. Đấy, đắp vào khoảng 10 phút thì các bạn lấy ra và rửa thật sạch cái bàn chân của các bạn. Đấy, tại vì là cây này nó là một cây có độc nhé các bạn nhé. Và một cái nữa, khi mà đẻ xong bị còn sót nhau ấy thì các bạn cũng như làm như vậy, các bạn đắp vào cái lòng bàn chân của các bạn thì nó sẽ đắp khoảng thời gian 10 phút thôi, các bạn sẽ lấy ra và rửa thật sạch nhé các bạn. Các bạn nhớ rửa thật sạch nhé, tại vì là cây này là có độc đấy. Và tuyệt đối cái cây này thì các bạn không bao giờ uống nhé các bạn nhé. Đấy, ở chỗ tôi là chỗ tôi không dùng để uống, còn chỗ khác thì tôi cũng không rõ là có để uống không. Đây là cây thầu dầu tía này các bạn này. Đây, hôm nay tiện thể đi qua đường thì tôi cũng quay một chút cho các bạn xem. Chúng ta có thể lấy lá này, có thể lấy hạt và lấy thân, lấy cả rễ của nó. Đấy, lấy cả rễ của nó để mà làm thuốc, nó rất hiệu quả. Và đặc biệt khi nói đến cái bệnh trĩ thì các bạn sẽ phải tìm đến ngay cái cây thầu dầu này. Một là dùng động vị, hay là kết hợp với lại cái lá vông nem để chữa bệnh trĩ. Đấy. Cái thứ hai là chữa khó đẻ sót nhau thì các bạn dùng cái này, và chữa liệt thần kinh mặt thì cũng dùng cái này. Và ngoài ra thì cây này, cái thân của nó các bạn đun về rửa, hoặc là lá các bạn dập nát ra. Đấy, nghiền cho băm nát ra. Các bạn đắp vào lưng của các bạn, nó cũng những cái chỗ mà đau sưng, sưng đau các khớp ấy, xương, các bạn cũng có thể dùng cái này để đắp, nó cũng khỏi rất là tốt nha các bạn nhé. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến toàn thể tất cả các bạn. Khi mà xem cái clip này thì các bạn sẽ biết được rằng là cây này là một cây để chữa bệnh trĩ nội ngoại rất là tuyệt vời nha các bạn. Đấy. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip này. Hy vọng đây là những cái thông tin bổ ích giúp cho các bạn chữa cái bệnh trĩ. Nếu mà những cái trường hợp anh chị em bạn bè nào chúng ta gặp phải những cái bệnh trĩ nhỉ. Bệnh trĩ là một cái bệnh mà nó khá là nhạy cảm, khá là khó nói. Đấy. Vâng, nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút chia sẻ. Và đừng quên đăng ký cái kênh này để nhận được những cái clip mới nhất nha. Xin cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì tôi mời các bạn xem một số những hình ảnh về cái cây thầu dầu này.